Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng trên con đường Trần Xuân Soạn. Đây là khu vực chiếc xe container này nó chở cái cuộn thép đầy ghê quá. Ở bên biết bao nhiêu cái vụ tai nạn xảy ra do cái cuộn thép này nó rơi xuống đường, nó rớt xuống dưới đường rồi đó. Vị trí em đang đứng đây là cầu Tân Thuận đây cô bác anh chị. Và cái cầu Tân Thuận này là mới nha, cái cầu bên kia kìa, cầu ngay đường mình Tấn Phát nối liền đó thì mới là cầu cũ. Bên kia là quận 4. Bây giờ là 8 giờ 15 phút sáng hôm nay ngày hình như là ngày 10 tháng 4. Ngày 10 tháng 4 năm 2024. Rồi. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui, bình an, thật là hạnh phúc và công việc thuận lợi cô bác anh chị. Ở đây xe container chạy nhiều lắm, từ ngay chỗ khu chế xuất Tân Thuận huyện Văn Linh đó đi qua đây rất là nhiều. Sáng hôm nay ở đây ngập nước cũng sâu nè, và chỗ này là ngập nhiều nhất của Sài Gòn mình. Hầu như là lần nào chiều cường, tức là thủy chiều lên đó, cũng đều ngập hết. Và ở phía Nhà Bè em dưới Lê Văn Lương cũng vậy, ngập rất là sâu. Ở đây ngập lút luôn, cho nên người ta phải ngay chỗ cái lỗ cống này, người ta phải để một cái cây báo hiệu cho những cái người đi đường á, là biết ngay chỗ này có cái cống, chứ nếu không là chúng ta sẽ bị lọt xuống nha. Con đường này thì nó được có mấy cái tấm bê tông á, nó lát lại với nhau giống như lát gạch này cô bác anh chị. Chuyện này xe công đi qua mấy bận khắc nhiều khi nó hư. Con đường này thì nó ghẻ lở rất là lâu rồi. Nước ngập qua băng qua đường luôn. Đó. Hướng này chúng ta đi về khu chế xuất Tân Thuận nha. Còn em đi hướng ngược lại là đi về hướng cầu Rạch Ông. Con đường Trần Xuân Soạn này bên hông, bên dòng kinh tệ thì có một cái xóm ghe thuyền, đa số là cô bác anh chị ở miền Tây lên đây buôn bán trái cây. Và trong cái clip sáng ngày hôm nay á, thì em chạy về một con hẻm là 253 sát bên nhà thờ Tân Thuận trên con đường Trần Xuân Soạn. Tiện thể thì mời cô bác anh chị dạo trên cái con đường Trần Xuân Soạn này để nhìn xem cái cuộc sống của người dân Sài Gòn mình ngày hôm nay ra sao ở khu vực Trần Xuân Soạn thuộc quận 7 đó. Và bây giờ em chạy tới một chút hoặc là quay đầu đi ngược đường Trần Xuân Soạn nha. Chỗ này xuống đường hơi khó, nghe lại một chút. Có chiếc container nó đang tới này có bác anh chị. Cho nó đi qua đi, rồi mời cô bác anh chị đi ngược nha, đi ngược lại đường Trần Xuân Soạn phía sau lưng của em đó, để về hướng cầu Rạch Ông và chúng ta tìm về cái xóm hẻm nhà thờ Tân Thuận. Đó, mấy cái xe này nó chở mấy cái cuộn thép này thấy ghê lắm nha. Ở đây đi rất là nguy hiểm, đặc biệt là những cái ngày ngập nước, xe công, xe máy, rồi xe hơi nhỏ các kiểu mà nó đi chung với nhau. Ủa, rất là ghê của các anh chị. Rồi, em quay đầu ở đây. Muốn quay đầu về thì mình nhập lên với cái dòng xe rồi mình quay lại nó dễ hơn, hơn là băng ngang qua đường. Đó. Rồi, em đi hướng này lên hướng cầu Rạch Ông nha. Bên trái em là đường Nguyễn Thị Xíu. Thì ngay chỗ này sẽ là cái cầu hàng năm xưa nè. Bên trái em chắc là đường Nguyễn Thị Xíu. Xin lỗi các bác anh chị, em như hình như em lộn bên phải. Sáng nay nước dâng lên. Đó, qua cái bờ kè này luôn. Tình hình ngày nay và ngày mai thì sẽ là hai cái ngày mà định của thủy triều lên ở Sài Gòn mình. Đó, cuộc sống ghe thuyền bên tay phải. Ở đây thì chỉ có kinh doanh làm ăn chỉ có một bên thôi, bên trái thôi. Còn bên phải của em là chủ yếu là các cái ghe thuyền. Đó, người ta neo đậu như thế này để buôn bán trái cây ha. Người ta đưa trái cây dạng xanh lên, xong bắt đầu là người ta để chín dần người ta bán. Khi nào hết thì người ta lại quay về người ta lấy lên ghe thuyền. Thật ra ở Sài Gòn mình thì nổi tiếng là bến Bình Đông, nhưng mà bến Bình Đông thì chỉ có mùa Tết thôi, chứ còn mà bình thường đây là cái bến mà mình nhìn thấy cái cuộc sống trên bến dưới thuyền nó rõ ràng nhất của ở Sài Gòn mình ngày hôm nay còn sót lại đó ha. Ồ, bán mít này, đi ngang đây thơm, đặc biệt là mít, nó mùi nó rất là thơm.
nó dậy mùi thơm lắm. Còn có đu đủ dừa rồi chuối ha, chuối cũng nhiều, tới mùa chuối quá trời luôn, mà chuối hình như là cũng quanh năm. Dừa nữa. Đây là chú đi bán kem. Cuộc sống ghê thuyền. Nó nước đang còn trên đường đó, sáng hôm nay nó ngập. Ở dưới nhà bè em cũng ngập, nước lên quá trời luôn. Nhà ở đây em thấy cũng nhà lụp xụp nhiều ha. Phía trước ngay chỗ này nè là cư xá ngân hàng đó, có bác anh chị. Ở đây có cái bến công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10. Nước đang lên bây giờ rút rồi chứ, lên lúc sáng tầm khoảng từ 4 giờ tới 6 giờ sáng. Giờ em chạy về nhà thờ Tân Thuận nha. Con hẻm 253 nó nằm bên hông nhà thờ, và nhìn trên bản đồ thì em thấy nó để là hẻm nhà thờ. Bên trái em là cư xá ngân hàng, có bán dầu dừa, mấy cô ở đây có bán dầu dừa. Mấy ngày hôm nay Sài Gòn mình vào cái đợt nắng nóng đỉnh điểm luôn, nên là chắc là có nước ngập dưới này bà con mình cũng vui. Cũng vui chứ, mát mẻ hơn chút xíu cô bác anh chị. Cư xá ngân hàng là bên tay trái của em ha. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng lên chút xíu là tới nhà thờ Tân Thuận. Đó có hai cái tháp chuông bên tay trái của các anh chị thấy không? Đó là khu nhà thờ Tân Thuận. Đó, em sẽ đi bên hông nhà thờ trước con hẻm 253 ha. Để bán chuối nè, bán cam nè, bán rau củ quả. Từ xa đọc thấy rau câu dừa. Đây là ghe thuyền neo đậu. Người ta bắt cái cây qua ha. Mặc cái miếng ván người ta đi qua đi lại trên cái chiếc thuyền á. Ở ngay chỗ cái góc này á, thì có con đường như là con đường Lâm Văn Bền đó cô bác anh chị. Đây này, Lâm Văn Bền đó, quẹo trái đường Lâm Văn Bền này là chúng ta đi ra tới đường Nguyễn Thị Thập luôn nha. Đây xe máy thì được đi thẳng, không có dừng đèn đỏ. Rau cải 10.000 một ký, cũng rẻ ha, không có mắc quá. Thường thường mấy chỗ này thì họ bán rẻ lắm các bác anh chị. Thường thường là vậy, rẻ hơn so với các chợ hoặc là các cái con đường khác. Ở nhà thờ Tân Thuận bên mé tay trái của em đây. Em chạy tới cái bóng mát này ha, rồi quay cái đầu xe qua có bác anh chị nhìn cho nó dễ. Nhà thờ Tân Thuận. Xin lỗi có bác anh chị, nhà thờ Thuận Phát. Chết, nãy giờ không biết hình như là em nói nhà thờ Tân Thuận hơi bị nhiều quá. Nhà thờ Thuận Phát. Cái con hẻm bên tay phải là hẻm 253 nha. Đó, còn hẻm bên tay trái em đây nè, chỗ cà phê mang đi đó là hẻm 251. Đó. Ở trên bản đồ thì em thấy là hẻm nhà thờ. Hẻm nhà thờ. Thì bây giờ em sẽ qua đường chạy một vòng hẻm đây, và cũng như là có những con hẻm xung quanh hay không thì mời cô bác anh chị đi lên lội vào chúng ta khám phá một chút. Rồi mời cô bác anh chị đi qua đường nha. Rồi 253 giáo xứ Thuận Phát, cứ lộn là Tân Thuận.
ở bên trái là trong cái khuôn viên đó, em thấy có mấy cái tượng là đàn thánh giá này các anh chị. À, đi đàn thánh giá mình đi ở ngoài hả? Có nhà thờ thì họ đi đường thánh giá ở trong, có nhà thờ thì đi ở ngoài. À, đây là cái con đường nhà thờ, con hẻm nhà thờ chứ. À, ở đây là thuộc phường Tân Kiển nha các bác anh chị, 253. Xung quanh nhà thờ có những cái nhà như vậy rất là thích nha. Ở rất là thích, cảm giác nó cũng bình yên á các bác anh chị thấy không? À, không biết con hẻm này có thông hay không thì em không biết, nhưng mà hai bên đều có nha. Có thể là mình chạy làm sao để nó đi vòng vòng nhà thờ thì hợp lý. Đây là phường Tân Kiển. Hẻm ở trong này đã quá à, không có nhỏ đâu nha. Hẻm này là nó bằng một con đường số, hai xe có thể lách được, xe con á đó. Nhưng mà đều ở đây người ta buôn bán rồi trồng cây trồng kiểm phơi đồ ra ngoài á, thành ra là xe hơi vào cũng được đặt, nhưng mà thực tế thì có thể vào được, cũng rộng. Để em kiếm đi vòng vòng nhà thờ coi. Thế là đi ra, à, nếu mà đi quẹo trái là sẽ ra Lâm Văn Bền. Hẻm Lâm Văn Bền. Ở đây quẹo trái này. Ở phải là thấy cũng đi được nhưng mà trên bản đồ nó để là cục. Đây đi thẳng luôn. Tới ngã ba phía dưới này thì phải vào phải nha. Đây là hẻm 301, xẹt 31, xẹt 20. Ở đây nè, phải ha. Trái lại cục. Đây, ngoài phải tiếp. Ở đây như là đi ngang chùa của các anh chị. Nhà thờ Thuận Phát, rồi có ngôi chùa ở đây là gọi là Tịnh Thất Liên Hoa nha. Tịnh Thất Liên Hoa. Trong chùa người ta đang còn có lễ gì đó. Nên là có các anh chị nghe tiếng không? Rồi, Tịnh Thất Liên Hoa. Ồ, đây hẻm có đi được không? Ở đây đi thẳng quá. Ồ, hẻm cũng tùm lum hết. Ra ngã tư hẻm phía trước là hẻm 301. Đến cái chợ. Phải là ra Trần Xuân Soạn, trái là đi tiếp hẻm 30 Lâm Văn Bền. Đi thẳng luôn nha các bác anh chị. Ở trong này bán chợ. Ồ, hẻm trong này người ta có buôn bán cũng đầy đủ ha. Nó không thiếu gì. Đây gần như có chừng ra cái chợ đó chứ. Em mau quẹo phải nha. Ở đây là hẻm 30 Lâm Văn Bền. Bên trái là ra Lâm Văn Bền, bên phải là chúng ta đi thẳng tiếp các con hẻm. Ồ, khu quận 7 này bên trong cũng rất là nhộn nhịp chứ.
hình như là nó gần khu chợ á. Đi thẳng là ra con đường Bế Văn Cấm. À, đi thẳng ở đây là đường Bế Văn Cấm. Đi ngang khu M1 Sài Gòn rồi cô bác anh chị. Ở đây chúng ta có thể đi các con hẻm đó nha, nhiều con hẻm lắm. Đi hoài trong các con hẻm và song song với đường Trần Xuân Soạn. Rồi mời cô bác anh chị đi nè, tiếp tục nè. Khu xóm này là khu xóm công nhân. Phòng trọ rất là nhiều rồi cô bác anh chị. Xung quanh đa số là phòng trọ không à. Xóm trọ. Nhà cửa nhìn cũng đơn giản quá thôi. Đơn giản lụp xụp chút xíu. À, bên phải của em ở đây là chung cư M1 Nam Sài Gòn, như nó của Mastery á. Đây, chung cư M1. Không biết là chung cư M1 vào có bảo vệ, có xét giấy tờ gì không. Nếu mà không thì em chạy vào một chút của ba anh chị coi thử nha. Đây cũng là một con hẻm này. À thì ra mình chạy ra ơi. Chung cư M1 Nam Sài Gòn ở đây, bên trái của em đó. Chú bán cà lem ha. Hồi nãy đi ngoài đường Trần Xuân Soạn cũng gặp chú, bây giờ chú đi vô tới đây rồi cũng gặp chú luôn. Hay ghê. Chung cư M1 Nam Sài Gòn này thì hồi trước đó, em có đi vào một vài lần rồi ấy chứ. Giá ở đây cũng mềm nha, không có quá mắc đâu. Nó có sổ đoạn thôi rồi. Ở đây. Cũng có bảo vệ đó, nhưng mà em thấy là ra vô thoải mái. Không có xét hỏi. Cũng hên xui à. Cứ chạy thử chút xíu là sao. Người ta có xét hỏi thì mình trả lời thôi, không cho mình đi ra. Đây là bên trong chung cư M1. Từ những cái con hẻm với những cái căn nhà đơn giản lụp xụp chút xíu, bây giờ vô tới đây rồi. Chung cư M1 này thì hiện tại chắc nó cũng tầm khoảng 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 7 gì đó một căn, tầm 6 mấy mét vuông. Theo như em nhớ, tại vì cách đây cũng 3-4 năm thì em cũng có ghé vào đây một lần. Giá cả ở đây thì nó cũng bình bình thôi, không có quá mắc của các anh chị. Căn 6 mấy mét vuông, 2 tỷ mấy, 2 tỷ rưỡi đi ha. 2 tỷ rưỡi thì bây giờ nó cũng nằm tầm khoảng chừng 100 ngàn đô. 100 ngàn đô, với giá đô bây giờ là gần 25 rồi đó. Đó, cũng khoảng 100 ngàn đô. Rồi em quay ra nha. Một căn chung cư. Ở đây thì họ có hồ bơi đồ ở trên nha. Ở trên, ở dưới này là bãi giữ xe thôi. Ở trên có cả hồ bơi và công viên của từng lốc luôn. Cũng được lắm á, cũng hay lắm á. Nhỏ thôi cô bác anh chị. Không biết là cô bác anh chị có ai đã ở đây hoặc đang ở đây. Chung cư M1 Nam Sài Gòn. Bây giờ em đi ra lại con đường, rồi ra đường Bế Văn Cấm, rồi đi các con hẻm Bế Văn Cấm ra Lê Văn Lương. Đó.
Rồi, em mời cô bác anh chị đi ra bên tay trái của em này. Đó, tay trái là chạy ra đường Bế Văn Cấm nha. Bế mà còn cấm nữa. Chung cư này thì đi trên một con hẻm để vào. Phía trước là ra Bế Văn Cấm là đường chính. Đó, ở đây thì em thấy bên trái có nhiều cái kho lắm. Cái kho cũng rất là cũ rồi, chắc cũng có thể thôi, có thể là sau năm 75 người ta mới xây những cái kho này. Hoặc của cũng có thể là trước năm 75, tại vì em thấy nó cũ mà cũng không biết là từ khi nào nè. Trời ơi, có mấy anh chị nói này ba phải quá. Cả trước cả sau. Để biết cái lúc nào cũng dính. Ôi, chiếc Nissan này cũ lắm luôn rồi. Đó, ở đây là con đường gọi là con đường Bế Văn Cấm. Bên trái thì chúng ta đi một hồi cũng ra được đường Lâm Văn Bền nha. Ra được Lâm Văn Bền. Còn đi thẳng thì chúng ta cũng đi chốc trong các con hẻm. Bên phải của em là đường Trần Xuân Soạn nè. Quẹo một cái là ta ra Trần Xuân Soạn. Đó. Nhưng mà đi thẳng thì ta ra đường Lê Văn Lương. Đi thẳng là ra được Lê Văn Lương đó cô bác anh chị. Chợ Tân Kiển đó. Em sẽ đi thẳng luôn ha. Hôm nay có dịp mình đi ở trên cái con đường này, nó giống như là con hẻm song song với đường Trần Xuân Soạn. Giống như con hẻm song song với Trần Xuân Soạn nha. Mấy cái khu nhà máy này, không? Nhà cũ này. Ở đây em thấy trên bản đồ nó để là Bế Văn Cấm luôn á các bác anh chị. Nhưng mà kho xưởng rất là nhiều. Đây, gara này dời rồi. À, mấy cái xưởng không à. Đó, những cái bức tường rất là cũ. Nhưng có nhiều bức tường nó đổ sập vào trong rồi. Không biết các bạn chỉ có biết cái vị trí này hay không ha. Em chạy tiếp nha. Ở đây có cái trường Trần Quốc Tuấn bên tay trái. Ở quẹo phải thì chúng ta cũng ra được đường Trần Xuân Soạn nha. Ở đây là song song, nó gần như là song song với đường Trần Xuân Soạn. Rồi em sẽ quẹo trái nha. Trong mấy cái khu này vậy chứ xe hơi này, xe hơi vào này, đó. Rồi nhà cửa cũng nhìn cũng ngon lành, không đến nỗi nào. Ở đây em coi nó là con đường gì. Hẻm của Lê Văn Lương, hẻm 95 Lê Văn Lương. Ui, ở đây xe đạp hả? Bán sâm lạnh, đường phèn 6.000, nhà nấu. Ở đây vậy chứ kho xóm trọ nhiều không có anh chị. Và chúng ta sẽ nhìn thấy những cái con hẻm treo đồ dùng dằn để các cái phòng nhìn rất là giống nhau để cho công nhân họ thuê ở. Khu này gần khu chế xuất Tân Thuận mà. Ít nhiều thì nó cũng là cái vị trí thuận lợi để anh chị em công nhân đi làm, đón con, chợ búa quanh quanh đây. Ổn định cuộc sống. Hẻm rất là nhiều các anh chị thấy không? Cắt ngang, cắt dọc. May ở đây cũng có số để đầy đủ hết. Trong hẻm cũng để đầy đủ hết. Phía trước này như có ngôi chùa. Có con chó. Nó đang hửi em. Chùa Hoa Nghiêm nha.
Hoàng Nghiêm ở Sài Gòn mình. Bây giờ dạo này người ta cũng đang đi bắt chó thả rông cũng dữ lắm cô bác anh chị. Ở Thủ Đức bây giờ đang làm rất là gắt luôn, chó là bắt hết. Không biết bắt về rồi mấy chú làm gì thì em cũng không biết. Đi thẳng đường này là ra Lê Văn Lương à cô bác anh chị, chuẩn bị ra Lê Văn Lương. Chùa Hoa Nghiêm thì em đi qua rồi nha, chuẩn bị ra Lê Văn Lương này. Đó, đi thẳng chút xíu nữa là ra Lê Văn Lương, quận 7 ha. Ở đây thì nó thuộc ở phường Tân Kiện luôn. Đó là bên phải của em ngay Lê Văn Lương, ngay mặt tiền Trần Công Soạn á, có một cái chợ đó là chợ Tân Kiện. Ủa, một cái nhà bọ rồi lập rác luôn. Đây là con đường Lê Văn Lương. Nếu mà quẹo phải thì chúng ta sẽ đi ra đường Trần Xuân Soạn và có cái chợ Tân Kiện ở đây. Ở đây gần như là cũng sát chợ rồi đó. Dưa hấu 6.000 một ký, dưa bây giờ rẻ lắm. Bên phải là ra Lê Văn Lương ha, ra Trần Xuân Soạn ha. Ở đây em sẽ có một con hẻm, em quẹo trái một chút xíu nha. Trái rồi xi nhan phải, đi vô cái con hẻm ở đây nè. Hướng này là chúng ta đi ra đường Nguyễn Thị Thập luôn nha. Ở đây có một con hẻm, đó là hẻm 100. À, cái đây người ta để hẻm cuộc rồi. Thôi, người ta đã để hẻm cuộc rồi, mình còn vào làm gì nữa. Hẻm xuống hẻm phía dưới đi. Hẻm 108. Đây. Hẻm nhỏ quá trời luôn á cô bác anh chị. Đây, hẻm 108 nha. Ở đây có mấy cái nhà có vườn cây ở trong, hay quá ha, trồng xoài trồng cây rồi. Phòng cho thuê quá trời luôn nè, phòng trọ cho thuê quá trời luôn. Đó, trồng cây. Ủa, nhà này cũng bỏ hoang lâu rồi. Đây, đây còn có nhiều đất trống nữa, có đất trống rồi chứ. Ồ, khu sống công nhân sống trọ tối tối lụp sụp. Đó, nhà cửa chắp vá ha. Ồ, bên trái em nè, có cái nhà ở đây nó cũ quá trời luôn. Ở đây vào trái đi ra đường huyện Hữu Thọ ha. Hay vậy nha. Đường huyện Hữu Thọ có con hẻm này đâm ngang cũng hay vậy chứ. Trong này thấy nhiều nhà đập bỏ nát nát đúng không? Của các anh chị này. Không? Bên trái là cũng là hẻm cuộc mà cái nhà này cũng nát à. Em phải chứ, em quẹo trái nha. Đó là đi ra đường Nguyễn Hữu Thọ đó. Đó, cái nhà chống cái cây gác ra ngoài nè. Chống cho nó khỏi sập. Ồ, nhà cũ cũ không, trong này hay ghê á. Trong này hầu như lần đầu tiên em mới đi vào á. Rồi, ở đây là đâu? Ở ra Nguyễn Hữu Thọ này có bác anh chị.
Rồi đi thẳng luôn, em sẽ mời các anh chị đi thẳng luôn là chúng ta ra đường Nguyễn Thị Thọ nha. Lên cầu Kinh Tẻ đó, vẫn phải là lên cầu Kinh Tẻ đó. Đây có mấy cái cây mát ghê luôn á, trong hẻm mà được mấy cái cây như thế này là đi bài luôn. Quá ngon, đây cũng nhà lụp xụp nè. Ngộ ha. Đây là nhiều người đi né, nhiều người đang đi né. Đi né để ra con đường Nguyễn Hữu Thọ nên có anh chị thấy xe đông không? Xe đông mà người dạng như người lạ không chứ không phải là người trong khu xóm. Đó. Trong kia là một cái khu xóm lụp xụp. Đi ra đường Nguyễn Hữu Thọ coi nó nằm ở cái đoạn nào nha. Em cũng thấy lạ quắc à, mà ý mình không hình dung được. Đó, phòng cho thuê, phòng trọ cho thuê đổ đây rất là nhiều. Không hình dung được là cái con đường này nó ra cái khu nào. Hôm nay chạy thử luôn đây. À, ở đây ha. Đó. Ra ngay phía chân cầu luôn này các anh chị. Xe đang rất là đông. Đó, quẹo phải thì ở đây chắc chắn là chúng ta phải bắt buộc quẹo phải rồi. Không có quẹo trái được đâu, tại nó là đường một chiều bên này mà, một chiều lên mà. Rồi, em ra tới đây rồi thì bây giờ sẽ đi luôn qua cầu Kinh Tẻ thôi, chứ đi sao giờ. Qua cầu Kinh Tẻ luôn. Cầu Kinh Tẻ bây giờ đang đông xe lắm. Còn anh chị thấy không? Cầu Kinh Tẻ là qua quận 4 nha. Bên này quận 7, bên kia quận 4. Vậy là bên phải của em rất là nhiều khu xóm nhà lụp xụp sát bên hông cầu này. Đi về cái xóm hẻm nhà thờ Thuận Phát, xong rồi lang thang một chút lọt ra ngoài này. Nhiều khi trong một cái clip đi dạo như vậy rất là nhiều điều bất ngờ á cô bác anh chị, mà hiếm hiếm lắm mới chạy được trong mấy cái khu xóm này. Bình thường thì em cũng ít nghĩ ra là chạy trong cái khu đó lắm nha, nhưng mà hôm nay á là em có nhận được lời nhắn của một bác khán giả thăm lại cái xóm hẻm bên hông nhà thờ Thuận Phát đó, rồi thế là nó lòi ra luôn cái clip này. Ở bên kia là quận 4, đường Khánh Hội á, có các anh chị. Nay với mai là thị chiều lên cũng nhiều, ngập nước cũng nhiều cho coi. Nhiều nơi ở Sài Gòn lắm nha. Bây giờ Sài Gòn bình ngập tùm lum hết cô bác anh chị. Mùa nắng nóng như em cũng đang trông có một cơn mưa cho nó mát, một vài cơn mưa liên tục cho nó mát. Mà chắc là cũng khó. Theo thời tiết dự báo là nắng cho tới khoảng tháng 5, hết tháng 4 qua tháng 5. Phía dưới chỗ này là đường Tôn Thất Thuyết đó cô bác anh chị. Hội xe đông ha. Giờ 9 giờ bắt đầu giờ cao điểm mà. Ở Sài Gòn mình người ta đi ngoài đường đông lắm. Tầm 6 giờ đến 7 giờ hoặc là 6 giờ đến 8 giờ là một chập. 8 giờ hơn thì bắt đầu thoáng chút xíu. Tới 9 giờ bắt đầu là một chập nữa tới trưa. Ngày kẹt 4 năm bận á. Rồi xuống phải cầu Kinh Tẻ rồi và chắc là em cũng sẽ tạm dừng các clip ở đây nha cô bác anh chị, cho nó trọn vẹn cái khu vực quận 7, giờ thoại lòi qua quận 4 rồi. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui, bình an và luôn luôn nhiều sức khỏe trong cuộc sống ha. Nếu mà cô bác anh chị thấy thích thì có thể like, share và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ Sài Gòn Hôm Nay nha. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Theo hướng này đi thẳng thì chúng ta ra đường Bến Vân Đồn.